Rồi xin chào cả nhà nhé. Thì xin giới thiệu với cả nhà cái phụ kiện mà chúng ta dùng để thay thế cho máy khoan từ Bowerbo model BB70. Thì những anh em nào mà mình sử dụng cái máy này á, khi mà nó cháy rotor hoặc là nó hư mạch điện thì chúng ta sẽ thay thế nó nha. Thì đây là cái model BB70 nè. Thì thông thường thì nó sẽ hư cái mạch điện nè. Đó, thì ở đây cái mạch điện này nếu mà nó hư thì chúng ta sẽ thay thế. Chúng ta sẽ thay thế mạch điện mới nhé. Thì nó hư mạch điện này là nó sẽ xảy ra cái trường hợp là thứ nhất là chúng ta không có điều chỉnh được cái tốc độ này. Cái tốc độ này chúng ta không điều chỉnh được, hoặc là chúng ta không có đảo chiều được. Đó, chúng ta không có đảo chiều cái trục chính được thì chúng ta sẽ thay cái bo mạch này nhé. Còn ngoài ra thì nếu mà cháy rotor thì chúng ta sẽ thay rotor, hoặc là nó bể cái 500 này chúng ta cũng không điều chỉnh được tốc độ nhé. Trường hợp mà bể cái vòng 500 này hoặc là cháy rotor. Còn tất nhiên chỗ thang thì nó mòn thì nó sẽ không chạy rồi. Rồi thì ở đây cái rotor của cái BB70 này nhé. Chúng ta lưu ý đây là loại rotor dành cho máy khoan từ có chức năng taro, cho nên cái mã của nó đây, mã này là mã gốc của nhà sản xuất là 743-26100 nhé. Rồi thì cái rotor của nó có kiểu như thế này. Đây chúng ta xem cái rotor nha. Đó, cái rotor của nó là răng thẳng nhé. Đó. Thì đối với lại cái dòng này thì rotor chúng ta buộc phải nhập từ bên Đức về. Do vậy cho nên chúng ta yên tâm về rotor nhé. Chúng ta không có lo là rotor chất lượng kém. Đó. Thì khi mà chúng ta cần thì chúng ta sẽ thay nguyên cụm rotor mới như thế này. Ở trên nó sẽ có cái 500, có vòng cao su. Và phía dưới này là răng thẳng nhé. Đó, răng của nó là thẳng chứ nó không có xoắn ở cái đầu này. Đó. Thì trường hợp, một số trường hợp mà cháy rotor nè, cháy cua gốp hoặc là cái đầu này bị tuôn thì chúng ta cũng phải thay rotor mới. Còn đối với lại cái dòng này nếu mà chúng ta quấn lại thì xài nó cũng không được lâu nhé, thường thì nó cũng rất là nhanh hư. Do vậy cho nên tốt nhất là chúng ta cứ thay nhé. Rồi thì đây là cái những cái phụ kiện mà chính hãng mà chúng ta có nhu cầu thì cứ vui lòng liên hệ nhé. Ở đây thì sẽ có bo mạch điện nè và cái rotor này. Đó, thì chúng ta có nhu cầu thì cứ vui lòng liên hệ với lại cơ khí 24 giờ nhé. Thì đối với lại cái dòng này thì thường thì nó sẽ hư những cái này. Đó, chúng ta sẽ không điều chỉnh được tốc độ là 1 nè, chúng ta không đảo chiều được là 2. Động cơ không chạy thì nó cũng liên quan tới cái rotor cũng như chỗ thang và cái bo mạch này là chính nhé. Rồi. Thì chúng ta có nhu cầu về cái sửa chữa những cái dòng máy Bowerbo thì chúng ta cứ vui lòng liên hệ với lại cơ khí 24 giờ nhé. Chúng tôi có đầy đủ phụ kiện thay thế giá rất là tốt để chúng ta thay thế sau khi mà hết bảo hành nhé. Rồi xin cảm ơn cả nhà.